biết là Phật, cứ đi chùa, đi chiền, đi cầu cúng, cứ chẳng là cái gì cả. Tự mình hành mình. Phật thì để lại cái pháp cho mình để học hỏi theo Phật, đi theo cái hành của Phật thôi, để cho mình là con người tốt, trở thành là Phật. Sư khi mà sư vào đảnh lễ được sư Minh Tuệ thì sư vào đó thấy năng lượng nó như thế nào? Nói chung là rất thoải mái, rất không có gì cả. Nếu bình thường ra thì mình còn mỏi, nhưng mà rất là cái tư trường của thầy là rất tốt. Dạ, còn bây giờ hiện tại bây giờ nói chung là nếu mà xong xuôi thì các sư, nói chung là các sư với các cô là có ở đây hay là như không, thế nào thì luôn, thì luôn, luôn. Dạ là bây giờ là các chú các cô là xong là về Hà Nội luôn. Đó thì một chú tu tại gia quá trời. Thưa đại, nó đi vào nhập đường các sư nữ đi họ nhập vào làn, không biết làm cái gì đây. Là làm cái trò gì? Rồi bây giờ xem như là đã có duyên rồi ha bác ha. Duyên rồi. Các cô là nhà đó anh tắt nhạc tuyệt vời. Wow. Phật thì hiện cho để các Bồ Tát học theo. Bây giờ bạn tham sân si cho em chút bạn tham đắc để cho nên được tham rồi chúng con đang ước là trung ương đảng mà có một người như thế này. Bây giờ học và làm theo rồi, chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ là số các chị, các bà, các cô này là hình như phải lên đến 30 người nha cả nhà. Wow, quá đông rồi. Rồi, công đức vô lượng luôn. Cô này chạy hết mồ hôi rồi. Gặp được thầy Minh Tuệ rồi. Đây là các cô, đây là qua Hà Nội về cô. Đoàn xe khách nhà cô. Hai xe. Ủa sao mày không đi nữa hả cô? Lát nữa con đi chỗ cho thầy nghỉ không? Để cho thầy nghỉ sau tí đến chỗ thầy. Lát nữa lại tới chỗ nghỉ của thầy. Dạ đúng rồi. Thế đi. Thế bây giờ mình phát tâm đi theo cả đoàn, đấy là người rất là dài, tắt đường. Dạ vâng. Lát nữa thầy người đi vâng vâng đúng rồi. Dạ đi theo là ở đâu rồi? Đi theo như thế cũng là rất là tốt ạ. Đi theo là tắt đường ngay đó, xoay như là mình đổ hay sao? Đây là toàn là chị em với cả các bà, các bác, các con, các cháu ấy là đi theo học thánh của Phật, là tự đi tu theo thôi, không chùa và không cái gì. Chùa hết. Mình bao nhiêu người có sơ có? Hơn 60 người. À, hai chiếc ô tô cơ mà, hai chiếc ô tô này cơ mà. Hơn 70 người. Hai xe. Là mình không có chùa gì chứ nha. Danh sách. Không nhiều người như thế là. Biết rồi. 70 người. Mình theo bên đạo giải thoát làm sao cô? Đúng rồi, đạo Phật. Đạo Phật. Đây là hai chiếc xe mà của các cô. Giải thoát. Giải thoát đó. Giải thoát là có khác khổ hạnh gì không cô? Chỉ học khổ Phật thôi. À. Thầy đi đúng giáo pháp của Phật, không chùa, không mặc áo đúng này, cũng hiếu kỳ. Cái thứ nhất là cái hiếu kỳ. Mấy chị em, mấy bà cháu. Cái thứ hai là cũng lo lắng cho các thầy là bây giờ hiện tại là có rất là nhiều thế lực mà chống phá thầy ấy. Dạ. Nên là anh em YouTuber, anh em TikToker đây rất là lo lắng. Ai cũng mong muốn là đến bảo vệ thầy. Người ta phá thầy. Đúng rồi, sợ đúng mà nó phá thầy. Có nhiều nhóm lại đây, nói chung là nó ủng hộ mà chủ yếu đen lỗi vậy. Chẳng biết là Phật cứ đi chùa, đi chiền, đi cầu cúng, cứ chẳng là cái gì cả. Tự mình hành mình. Phật thì để lại cái pháp cho mình để học hỏi theo Phật, đi theo cái hành của Phật thôi, để cho mình là con người tốt, trở thành Phật. Sư khi mà sư vào đảnh lễ được sư Minh Tuệ thì sư vào đó thấy năng lượng nó như thế nào? Nói chung là rất thoải mái, rất là không có gì cả. Nếu bình thường ra thì mình còn mỏi, nhưng mà rất là cái tư trường của thầy là rất tốt. Dạ còn bây giờ hiện tại bây giờ nói chung là nếu mà xong xuôi thì các sư, nói chung là các sư với các cô là có ở đây hay là như không, thế nào thì luôn. Dạ là bây giờ là các chú các cô là xong là về Hà Nội luôn.
Yeah. Đó thì xin được một chú tu tại gia quá trời. Quay máy nóng. Kênh không có thông báo. Nếu kênh không báo tại nhà của nhà ơi. Đăng ký lại giúp con nha. Cả nhà vừa coi cả nhà ơi. Đây đây, quá là đông. Quá đông cả nhà. Các sư đang nằm trong này. Đấy. Hai hàng. Hai hàng luôn mọi người. Mấy anh em này đang túc trực, mấy anh bảo vệ đang nghỉ ngơi, đang ngủ đây. Bị sao đấy? Đất pin à? Ngầm nước. Quá rõ nét luôn cả nhà, thấy rõ nét không? Quá là rõ nét luôn. Bây giờ sẽ quay từng cái, từng gương mặt cho cả nhà xem có nhận ra ai không nha. Đây đây đây, quay chậm 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 này. Sư Minh Tuệ chuẩn bị ra đàn lễ mọi người. Quá căng, yeah. Quá đông. Quá lắm rồi. Chia sẻ đi. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Ủa, chị đâu rồi? Chị đấy đâu rồi? Dạ, chị đang ngồi đây nè. Chị tới ai cũng được mà. Wow, Sư Minh Chí. Sư Minh Chí. Wow, có sư đen hết rồi cả nhà. Wow, YouTuber 700 YouTuber cả nhà ơi. Phải quay lại cả chỗ nghỉ tối nay là đêm nay là phải quay lại cả nhà ơi. Quá là đông rồi. Và con Phật tử hình như là phải số lượng không thể nào mà kiểm soát được. Là 700 người cả nhà. Quá đông rồi.